Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Hoàng nhé. Hôm nay thì giới thiệu anh em một bộ sản phẩm đầu xịt rửa xe, xịt thuốc cho anh em. Bộ này thì giá rất là mềm anh em luôn nhé, bộ mới 100% luôn. Ao cát đầy đủ này, buli nhôm. Thêm bộ phốt secure nữa cho anh em. Đầu này thì nó là cái đầu xịt 3 bít tông, 3 bít tông inox cho anh em nhé. Hàng của Trung Quốc. Xịt nói chung là xịt anh em xịt thuốc rồi rửa xe gia đình đều được hết, chạy trong motor 1,5 kg. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại 0345 055 399, giá rất là mềm anh em luôn. Đó, nguyên một dàn này, bộ này gồm ống hút hồi này, đầy đủ cho anh em hết. Giá này em đang bán là 950.000 đâu nhá, 950.000 là bên em bao ship tận nhà cho anh em luôn. Hàng này hàng chất lượng cao nhá, lốc dày, lốc rất là dày luôn, rất chắc chắn, ao cam rất chắc chắn nhá, chung hàng chất lượng cao đấy nhá. Hãng này của Kamatsu đâu nhá. Con này thì nó là bít tông 221 HB nhá. Đó, nói chung là anh em xịt rửa xe gia đình, anh em xịt thuốc, nói chung không cần khỏe quá thì cũng vẫn là xài bình thường nhé. Giá rất là êm. Còn nên anh em nào mà có nhu cầu mua đầu to hơn thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 055 399. Bên em sẽ gửi mẫu cho anh em xem nhé. Bên em thì chuyên lắp ráp tất cả các loại đầu xịt, đó, to nhỏ gì có hết. Anh em nào có nhu cầu đặt mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại để đặt hàng xem. Rồi, em sẽ kết thúc video đây. Anh em nào đặt mua thì em ship code tận nhà nhé. Đó, nhận hàng được kiểm tra máy ok và thanh toán tiền nhá. Đó, nên là anh em yên tâm luôn nhá, chỉ cần cho em cái địa chỉ số điện thoại là em sẽ gửi tận nhà cho em luôn. Rồi, xin cảm ơn thầy em nhá, chúc anh em sức khỏe dồi dào nhé.